Kính chào quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 4 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Gia súc thủ công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cây xanh trong trường Trần Văn Ơn bật gốc cảnh báo về an toàn khi mùa mưa sắp tới. Trong phần tin thế giới, một số thành viên OPEC cộng cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Thưa quý vị, tại hội nghị tiếp xúc đối thoại với cán bộ đoàn chủ chốt năm 2023, Bí thư Quận ủy Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh Trương Quốc Lâm đã bày tỏ mong muốn được lắng nghe các cán bộ đoàn chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, hiến kế đến các vấn đề liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong việc tham gia xây dựng đảng và chính quyền, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận. Hội nghị đã được nghe gần 20 ý kiến đóng góp của các cán bộ đoàn chủ chốt quận 11 năm 2023, xoay quanh 5 nhóm vấn đề trọng tâm như góp ý về chương trình chỉnh trang đô thị, chương trình phòng chống vi phạm pháp luật trong thanh niên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2026, những giải pháp thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện chủ đề năm của đoàn, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, của đơn vị. Những khó khăn hiện nay trong việc thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các đề xuất kiến nghị mà thanh niên quan tâm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, học tập, sáng tạo, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thanh niên, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm nhấn mạnh, phải tăng cường bồi dưỡng và nâng cao lý tưởng cho thanh niên thông qua nhiều hoạt động như khuyến khích văn hóa đọc, tổ chức các hội nghị, hội thảo và thông qua các hoạt động phong trào để truyền lửa cho thanh niên về lý tưởng, giáo dục truyền thống cho thanh niên. Cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh của cán bộ đoàn, sự tự tin, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm. Đặc biệt là cần quan tâm đổi mới sáng tạo, kích hoạt thanh niên luôn đổi mới, sáng tạo với những vấn đề phù hợp với thanh niên, tùy theo sức của mình và phải phù hợp với thực tiễn. Mạnh dạn đóng góp, hiến kế để xây dựng quận ngày càng phát triển. Từng đoàn viên thanh niên phải không ngừng nhiệt tình, trách nhiệm, củng cố niềm tin, lý tưởng, tiếp tục cống hiến vì cộng đồng. Từ đầu tháng 4 năm 2023, các cơ sở giết mổ gia súc thủ công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động, chuyển sang ở các cơ sở giết mổ công nghiệp. Ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện chủ trương của thành phố, dù còn gặp một số khó khăn vướng mắc, nhưng các cơ sở giết mổ dây chuyền công nghiệp đã cơ bản đáp ứng được các quy định. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung thêm 7 điểm đậu xe đạp công cộng, mỗi điểm từ 10 đến 20 chiếc trên đường Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, quận 1, giúp khách thuận tiện đi lại. Kiến nghị trên vừa được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng gửi Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất nhằm tổ chức lại giao thông cho khu vực sau khi tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tái lập mặt bằng. Các điểm này nằm ở lõi của trung tâm, tập trung các hoạt động dịch vụ, thương mại, văn hóa, đồng thời là đầu mối giao thông bằng xe buýt và buýt đường sông. Ủy ban nhân dân ba phường cầu Ông Lãnh, cầu Kho, Cồ Giàn, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ meeting vận động kêu gọi toàn xã hội chung tay phòng chống bạo lực gia đình và chào mừng ngày quốc tế không phân biệt đối xử và ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3. Với tâm lý truyền thống yêu cho roi cho vọt của người Việt, thực tế hiện nay nhiều gia đình vẫn còn xảy ra tình trạng bạo lực giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa vợ và chồng. Tuy nhiên, bạo lực gia đình là tệ nạn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, nguy cơ làm cho gia đình tan vỡ, không hạnh phúc, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mỗi người. Ban tổ chức đã kêu gọi mọi người dân hãy cùng lên tiếng, cùng hành động để thông điệp xã hội chung tay phòng chống bạo lực gia đình được lan tỏa sâu rộng trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, cùng nhau hướng đến một xã hội không còn bạo lực. Các phường cũng đã cùng ký tên vào bản khẩu hiệu 10.000 chữ ký xã hội chung tay phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời đạp xe diễu hành qua các tuyến đường để tuyên truyền đến đông đảo người dân. Hơn 4.000 em học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã được tư vấn hướng nghiệp, giải đáp toàn diện các thắc mắc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ngày hội mở lần thứ nhất do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Hù Phì tổ chức. Học sinh và phụ huynh đã được trải nghiệm môi trường học tập, tiếp cận kịp thời các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, xu hướng thị trường lao động, cơ hội việc làm hiện nay. Ngoài ra, các em học sinh còn được tìm hiểu thông tin về các ngành hiện đang được đào tạo và thông tin xét tuyển hệ đại học chính quy của Hù Phì. Các em trải nghiệm những cái vấn đề, những hoạt động dư một sinh viên của một trường đại học. Như vậy thì chương trình này là một chương trình lần đầu tiên
và sẽ được triển khai tiếp tục vào những năm tới. Và các năm tới thì có thể là cái quy mô sẽ rộng hơn, và thay vì tổ chức một lần thì có thể một năm sẽ tổ chức 2 lần. Với sự góp mặt của các khoa đào tạo, ban tư vấn tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2023 của nhà trường, các em học sinh đã được định hướng về việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với sức học, năng lực, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu của xã hội. WeWin Education vừa tổ chức chương trình lễ vinh danh học viên xuất sắc đạt chứng nhận quốc tế Cambridge IELTS Award Ceremony tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường niên để khen thưởng cho các học viên xuất sắc. Với thông điệp bứt phá tiếng Anh bay cùng thế giới, các học viên tại WeWin Education được hòa mình vào một buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức quy mô trang trọng. WeWin Education được thành lập với mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu uy tín trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam. Trải qua 9 hoạt động, WeWin Education đào tạo hơn 6.700 học viên đạt chứng nhận cao tại kỳ thi Cambridge IELTS, góp phần tạo nên thế hệ trẻ đầy tự tin trong thời đại hội nhập. Ngoài ra, tiếng Anh du học và định cư cũng rất được chú trọng tại WeWin Education với các giáo trình đào tạo IELTS PTE, giúp học viên sẵn sàng xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tiếp cận với kiến thức thế giới. WeWin Education hiện đã có 3 cơ sở, hợp tác với gần 20 trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục mở rộng phát triển trong tương lai. Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo tin mới cập nhật, Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự sát hại phóng viên chiến trường Vladislav Tatarsky trong một vụ nổ tại một quán cà phê ở St. Petersburg. Trước đó, thì Bộ Nội vụ Nga xác nhận một vụ nổ lớn đã xảy ra tại quán cà phê ở trung tâm thành phố St. Petersburg vào chiều ngày 2 tháng 4. Vụ việc đã khiến cho Vladislav Tatarsky, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga, thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo số liệu mới nhất của cảnh sát St. Petersburg, vụ nổ còn làm khoảng 30 người bị thương. Thiết bị chứa khoảng 200 gram thuốc nổ TNT cài đặt trong một hộp quà dành cho Tatarsky và để bên phải nơi Vladislav Tatarsky đang ngồi. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường, lực lượng y tế sơ cứu các nạn nhân và chuyển đến bệnh viện. Theo Reuters, quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ từng thuộc sở hữu của Yevgeny Prigozhin, ông chủ của công ty quân sự tư nhân Wagner. Vladislav Tatarsky, 41 tuổi, tên thật là Maxim Fomin, là một blogger quân sự nổi tiếng của Nga với 560.000 người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Telegram. Blogger này sinh ra tại thành phố Makiivka thuộc vùng Donetsk, Ukraine và từng gia nhập lực lượng dân quân thân Nga tại miền đông Ukraine. Trong khi đó, chị Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn tư nhân Wagner, tuyên bố lực lượng này đã cắm cờ Nga trên tòa nhà hành chính của thành phố Bakhmut. Trong đoạn video, Prigozhin đang cầm lá cờ Nga có dòng chữ vinh danh blogger quân sự Vladislav Tatarsky, người đã thiệt mạng sau vụ đánh bom tại một quán cà phê ở St. Petersburg ngày 2 tháng 4. Tòa nhà phía sau tôi là tòa nhà hành chính của thành phố. Đây là một lá cờ Nga. Từ góc độ pháp lý, Bakhmut đã bị kiểm soát. Reuters cho biết không thể xác minh độc lập các thông tin này. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình chiến sự quanh Bakhmut đặc biệt nóng. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào từ giới chức nước này cho thấy thành phố đã thất thủ. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia cho biết quân đội Ukraine đang tiếp tục bảo vệ những vị trí của mình, trong khi lực lượng Nga ít chú ý đến tổn thất nhân lực khi tiến hành các cuộc tấn công. Cả Ukraine và Nga đều đang tập trung vào chiến trường Bakhmut. Kiev nói rằng trận chiến tại Bakhmut là chìa khóa để kiềm hãm lực lượng của Moscow ở mặt trận miền đông. Tổng thống Zelensky và các chỉ huy quân sự Ukraine hồi tháng trước tuyên bố vẫn sẽ cố thủ tại Bakhmut trong bối cảnh nhiều cuộc tranh luận nổ ra về việc liệu họ có nên rút lui để dùng lực phòng thủ ở những vị trí khác hay không. Liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội tại Phần Lan, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 4. Đảng Dân Chủ Xã hội SDP của bà đã bị các đối thủ đánh bại trong cuộc bầu cử quốc hội đầy kịch tính. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử 2 tháng 4 ở Phần Lan là 71,9%. Reuters dẫn kết quả của Bộ Tư pháp sau khi kiểm đếm, đảng Liên minh Quốc gia NCP về nhất với 20,8% phiếu ủng hộ, trong khi đảng Finns giành vị trí thứ hai với 20,1% phiếu. Còn đảng SDP của bà Marin chỉ xếp thứ ba với 19,9% phiếu. Chúng ta có được sự ủy nhiệm lớn nhất, đây là chiến thắng tuyệt vời. Trong khi đó, Thủ tướng Marin dù thừa nhận thất bại nhưng nói rằng đảng của bà cũng đạt thành tích tốt.
Xin chúc mừng những người giành chiến thắng, chúc mừng đảng đối lập Liên minh quốc gia, chúc mừng người dân Phần Lan. Hôm nay đảng của chúng ta đã giành được sự ủng hộ, chúng ta có thêm ghế từ quốc hội. Đó là thành tích tuyệt vời dù chúng ta không về nhất. Bà Marine nhậm chức vào năm 2019 khi mới 34 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan. Chính sách đối ngoại đáng chú ý nhất của Thủ tướng Marine là việc đưa Phần Lan gia nhập NATO sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Dù mức độ tín nhiệm dành cho bà Marine vẫn ở mức cao, nhưng giới dự báo suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng, những lời buộc tội của các lãnh đạo phe đối lập về việc chính phủ dây và chi tiền công quá mức, cùng với cam kết của họ trong việc áp dụng những biện pháp cắt giảm nghiêm ngặt, đã khiến bà thất cử. Ngày 2 tháng 4, Văn phòng Công tố Venezuela cho biết đã bắt giữ tổng cộng 42 người liên quan đến các vụ tham nhũng tại một số công ty nhà nước như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và Tập đoàn Guyana của Venezuela. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết những đối tượng bị bắt có liên quan đến các vụ việc khác nhau nhằm biển thủ và gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia. Chính phủ Venezuela bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng từ ngày 17 tháng 3 và mới đây đã bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Guyana Pedro Maldonado, người từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng Trung ương Venezuela. Ngoài ra, nhiều quan chức phụ trách nhà máy thép Orinoco cũng bị bắt trong chiến dịch này. Mặc dù cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, một số nguồn tin cho biết tổng số tiền tham ô trong vụ đại án này là ít nhất 3 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Nga ngày hôm qua tuyên bố sẽ gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ cho đến hết năm 2023. Tuyên bố của Moscow đưa ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út, Kuwait, Oman, Iraq, Algeria và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đồng loạt đưa ra những động thái tương tự. Tuyên bố của chính phủ Nga cho biết nước này sẽ thực thi quyết định cắt giảm 500.000 thùng dầu mỗi ngày cho đến cuối năm 2023 so với mức khai thác bình quân. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, Nga lần đầu tiên tuyên bố gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu. Cùng ngày, UAE, Ả Rập Xê Út, Kuwait, Iraq, Oman và Algeria lần lượt tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ ở nhiều mức khác nhau, với mức thấp nhất là 40.000 thùng một ngày, mức cao nhất là 500.000 thùng một ngày kể từ tháng 5 đến hết năm 2023. Hiện tại, Nga là một trong những thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác, hay còn gọi là OPEC cộng. Sau tuyên bố trên, giá dầu thế giới tăng mạnh hướng đến mức 80 đô la Mỹ một thùng. Hôm qua, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy thế hệ mới TL-2, đưa một vệ tinh vào quỹ đạo định trước. Tên lửa TL-2I1 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tử Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào chiều ngày 2 tháng 4. Đây là tên lửa do công ty Space Pioneer có trụ sở tại Bắc Kinh phát triển. Tên lửa có tên gọi chính thức là Thiên Long 2, dài 32,8m, rộng 3,35m và có trọng lượng 153 tấn. Chuyến bay này sẽ xác minh chương trình tổng thể của tên lửa và sự phối hợp giữa các hệ thống, đồng thời thu thập các thông số của môi trường bay. Vệ tinh sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm hình ảnh viễn thám và các xác minh kỹ thuật khác. Đây là lần đầu tiên một tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng do doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc chế tạo bay được vào quỹ đạo. Trở lại với các tin tức trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh, AIA Việt Nam vừa tổ chức chương trình Đường đua bùng sức sống với mong muốn lan tỏa, truyền cảm hứng theo đuổi lối sống lành mạnh đến với cả cộng đồng. Hơn 2.000 người là các nhân viên, đại lý, khách hàng, đối tác của AIA Việt Nam và công chúng đã cùng tham gia. Trong không khí sôi nổi, mọi người đã nỗ lực vượt qua chuỗi liên hoan 15 thử thách ngoài trời khác nhau, đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai, kiên trì và bền bỉ. Không chỉ mang tinh thần thể thao, đây còn là hành trình đánh thức phong cách sống khỏe tiềm ẩn bên trong mỗi người. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động đẩy mạnh phong cách sống khỏe của AIA Việt Nam, với mở đầu là việc ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tích hợp với chương trình chăm sóc sức khỏe AIA Vitality nhằm mang lại kết quả tốt hơn về tài chính và sức khỏe tới khách hàng. Dịp này, ban tổ chức đã trao nhiều voucher và quà tặng giá trị cho 240 người chơi có thành tích xuất sắc giành chiến thắng ở các lần thử thách. Sau thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Đường đua bùng sức sống sẽ tiếp tục diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 9 tháng 4 tới đây. Triển lãm Saigon Tech và Saigon Fabric năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, là sự kiện kết nối thương mại mang đến một thị trường giao thương sôi động nhất của ngành công nghiệp dệt may trong và ngoài nước, thu hút sự tham dự của hơn 1.300 đơn vị triển lãm. Tham dự cái hội chợ lần này và đưa thông tin cho các cái buyer, cho những nhà mua hàng, cho các nhãn hàng
của ngành dệt may Việt Nam và cũng như ngành dệt may những nhãn hàng của trên toàn cầu có được cái cơ hội tiếp cận với các cái nhà sản xuất nguyên phủ liệu để làm sao đó tận dụng được cái lợi thế của các cái hiệp định thương mại, tận dụng được cái nguyên phủ liệu thích ứng được với cái đòi hỏi của thị trường, đặc biệt là những nguyên phủ liệu liên quan đến cái sản phẩm recycle, sản phẩm sơ tái chế. Công ty tôi là đại lý cho các hãng lớn của thế giới về trong ngành may mặc, thiết bị may mặc, nên chúng tôi thường xuyên phải tham gia, bởi vì các hãng hàng năm sẽ đưa ra một số các cái thiết bị mới, đổi mới công nghệ theo kịp cái tiến độ thị trường cũng như là công nghệ 4.0. Saigon Tax and Saigon Fabric năm nay sẽ tăng thêm 250% tổng diện tích toàn khu triển lãm và tăng thêm 360% số lượng các doanh nghiệp tham gia triển lãm so với năm 2022, với 1.700 gian hàng triển lãm đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày hội Game Việt 2023 được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của hàng trăm nhà phát triển, đại diện studio game. Tại ngày hội, tập đoàn Microsoft đã giới thiệu các công cụ, nền tảng và hệ sinh thái Xbox, Azure và GitHub nâng cao khả năng sáng tạo cho các nhà phát triển game tại Việt Nam, góp phần đưa Game Việt vươn ra thị trường thế giới. Có một hệ sinh thái, chúng tôi thường là sẽ trao quyền cho các nhà phát hành game và các developer để họ có thể có đầy đủ giải pháp, công nghệ, hiểu biết, kết nối cùng với nhau để có thể phát triển các game mà có giá trị gia tăng và có nền văn hóa Việt Nam. Tại vì chúng tôi cũng rất là muốn khuyến khích các nhà phát hành game phát triển một cái sản phẩm, một tác phẩm mà nó rất là đặc biệt và nó thuộc riêng của mình. Thì do thế mình mới phát hành được và mình có thể lan tỏa ra thế giới. Bên cạnh các chương trình ID Xbox và ID Azure, tập đoàn Microsoft còn giới thiệu các nhà sáng tạo và phát triển game độc lập tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận đến hệ sinh thái các nhà phát triển lớn nhất thế giới là GitHub để học tập, trao đổi và cùng nhau phát triển các tựa game sánh ngang với các tựa game trên thế giới. Khu Trang Việt Nam đã khai trương showroom sản phẩm gia dụng cao cấp tại thành phố Thủ Đức, mang đến một không gian sang trọng hiện đại, nơi khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm những sản phẩm gia dụng thông minh được sản xuất tại các nước hàng đầu trên thế giới. Khai trương chi nhánh mới ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là một bước tiến mới, khẳng định rằng Khu Trang Việt Nam đang hoàn thiện mình hơn và mong muốn rằng khách hàng sẽ ủng hộ cũng như tin dùng sản phẩm Khu Trang Việt Nam. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Khu Trend còn hội tụ đội ngũ nhân sự kỹ thuật chuyên môn cao, luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng trong khu vực và các tỉnh thành lân cận. Hiện Khu Trend đang thuộc top các thương hiệu phân phối thiết bị nhà bếp và gia dụng tiện ích hàng đầu Việt Nam. Từ đầu tháng 3 năm 2023, giá gà vẫn có xu hướng giảm và không hề có dấu hiệu tăng trở lại. Từ đầu tháng 4, giá gà trên thế giới và trong nước được ấn định ở mức 550 đô la Mỹ trên 1 MT, giá giảm 180 đô la Mỹ trên 1 MT so với tháng 3 năm 2023. Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam Gasao thông báo điều chỉnh giá gà bán lẻ các nhãn hiệu của công ty này gồm Gas Dầu khí, Vetegas, Agas, Dagas, GPGas, Đặng Phước Gas giảm 4.833 đồng một ký so với tháng trước, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương giảm 58.000 đồng một bình 12 ký và giảm 217.500 đồng bình 45 ký. Thị trường ga giảm giá mang lại dấu hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng ga trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời đây là tín hiệu vui cho các ngành dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, quán ăn. Đặc biệt là trong bối cảnh ngành du lịch đã mở cửa trở lại, thị trường khởi sắc hơn. Gasao cho biết sẽ đảm bảo nguồn cung ứng ga ổn định liên tục với mức giá cạnh tranh cho thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bất động sản Anh Tâm đã tổ chức diễn đàn bất động sản với chủ đề Chiến lược đầu tư bất động sản Việt Nam và quốc tế. Diễn đàn quy tụ các luật sư diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước về lĩnh vực đầu tư bất động sản, di dân, phát triển xây dựng và cung cấp vốn. Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ về các xu hướng, chiến lược và cơ hội kinh doanh mới trong tình hình lĩnh vực bất động sản đang có nhiều biến động. Mình muốn giúp cho các doanh nhân của Việt Nam phát triển qua thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là trong cái vấn đề mà xây dựng và cái ngành đầu tư. Mời tất cả những cái tập đoàn của Mỹ mà trong vòng 50 năm nay đã đầu tư ở Trung Quốc qua sang Việt Nam để thăm dò cái thị trường bất động sản Việt Nam, và cũng như các retailer cũng muốn phát triển sang Việt Nam. Diễn đàn đồng thời chia sẻ về vấn đề thúc đẩy thỏa thuận hợp tác song phương giữa công ty nước ngoài với các công ty trong nước, gia hạn giấy phép môi giới tại Mỹ, tạo cơ hội kết nối cho nhiều doanh nghiệp.
Thưa quý vị, sáng nay một cây xanh trong khuôn viên trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã bật gốc, ngã đè sập tường. Có 5 trường hợp bị cây đè trúng, trong đó có một học sinh, một phụ huynh và 3 người đi đường. Theo thông tin từ phía nhà trường, không có trường hợp nào tử vong. Một học sinh bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, còn phụ huynh của em thì đang điều trị tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình. Anh Viễn Khương, phụ huynh của em Mộc Nhiên, lớp 9, vẫn chưa hết bàng hoàng khi thời điểm cây đổ, con anh vừa bước xuống xe khoảng 2 giây và may mắn khi cây ngã chỉ đè trúng xe. Và lúc 7 giờ thì vừa để con xuống thì con vừa bước ra chưa được 2 giây là nghe cái rầm, là cây đè xuống ngay xe luôn. Đại diện phía nhà trường cho biết, vào tháng 2 năm 2023, nhà trường đã lập tổ kiểm tra gồm ban giám hiệu, bộ phận cơ sở vật chất, bảo vệ và kế toán để kiểm tra toàn bộ cây xanh trong trường. Từ đó đến nay, cây bị bật gốc vẫn phát triển bình thường và ra hoa. Khi xảy ra sự việc, nhà trường rất nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng khắc phục sự cố. Là vừa mới làm hết xong, có kế hoạch, có ban vừa mới bỏ một cây phượng là khi có rễ coi thấy có vấn đề là làm liền. Còn cây này thì nó không có vấn đề gì hết, hoa nó vẫn nở bình thường, cho nên là cũng kiểm tra nhưng mà không phát hiện ra cái gì. Mà hôm nay cũng không có gió máy gì hết. Thường là vào hết năm học, vào cuối hè đó là sẽ đi rà soát, rồi có gì cưa xẻ các thứ thì sẽ là vào hè với là bên kia họ xuống, chứ còn bình thường thì là mình kiểm tra và thấy có vấn đề gì thì mình báo với bên đó thôi. Cây me tây bị ngã đã có tuổi đời hơn 20 năm. Theo công ty công viên cây xanh thì nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy được tình trạng mục ở thân cây và gốc cây. Có thể thấy mặc dù nhà trường đã kiểm tra trước đó không lâu nhưng vì không có chuyên môn nên không phát hiện ra những bất thường từ cây. Ở trên thân cây thì đã có sự xăm thân cũng như là ở quanh rễ là có những cái vết xăm, vết mục rất là rõ ràng. Cũng như khi mà chúng ta quan sát cái bộ rễ đó, khi mà cây ngã xuống gần như là đứt rễ hoàn toàn, không còn nhiều cái rễ phụ để mà chống đỡ cho cái cây nữa. Cây xanh trồng trong trường thì cần phải có định kỳ bảo dưỡng từ truy tu và cơ quan nào mà chịu trách nhiệm về cái việc đấy, hay nhà trường cần phải phối hợp với các cơ quan như thế nào thì cái đấy cần phải rõ, và phụ huynh chúng tôi là cũng cần phải biết cái thông tin đó. Bởi vì chúng tôi thì có thể cũng có rất nhiều, có những cái chuyên môn về những cái lĩnh về cây xanh hoặc về những cái việc mà an toàn cho trẻ, thì chúng tôi cũng có thể đưa ra những cái lời khuyên hoặc thậm chí về phần hỗ trợ, kể cả hỗ trợ về cái phần là về tư vấn hay thậm chí là kinh phí, có thể nhiều phụ huynh cũng sẵn sàng họ làm việc đó nếu mà con họ học ở cái trường môi trường như vậy để an toàn cho các bé. Vì quản lý cây xanh trong trường học hiện nay còn nhiều bất cập. Từ thực tế cho thấy, lâu nay, việc trồng, chăm sóc, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn cho cây xanh ở các trường học hầu như không được quy hoạch, định hướng. Việc này dẫn đến tình trạng việc chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh chưa đảm bảo đúng kỹ thuật, nhất là đối với những cây cổ thụ, nên nỗi lo an toàn trường học vẫn còn đó. Tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.